Trong những năm qua, phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Các chuyên gia, nhà văn hóa kỳ vọng Hội nghị toàn quốc về công nghiệp văn hóa lần đầu tiên được tổ chức sẽ tháo gỡ được những khó khăn, tạo lực đẩy để các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sản phẩm dịch vụ của ngành công nghiệp văn hóa đã góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới. Năm 2019, 12 ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đã đóng góp doanh thu hơn 8 tỷ đô la Mỹ, tương đương 3,61% GDP. Tại sao một quốc gia giàu có về mặt tài nguyên đầu vào mà lại không tạo ra được nhiều những cái sản phẩm và các dịch vụ để nó tạo ra những cái sự đột phá về công nghiệp văn hóa? Thì đấy là một cái câu hỏi nó khiến cho chúng tôi, những người làm nghiên cứu, khá là chăn trở. Và cũng rất là mong muốn rằng là Việt Nam có một cái nhìn thực sự là đặt công nghiệp văn hóa trở thành một cái ngành công nghiệp, một ngành kinh tế mũi nhọn. Thị trường điện ảnh ở Việt Nam đang tăng trưởng nóng nhưng còn tồn tại nhiều bất cập. Hơn 60% số phòng chiếu phim do các công ty nước ngoài nắm giữ, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng trong phát hành phim. Câu chuyện biến Việt Nam thành phim trường của thế giới vẫn mãi là đề cập nhưng chưa thành hiện thực. Muốn công nghiệp điện ảnh phát triển tốt thì phải có phim trường. Mà muốn có phim trường thì chúng ta phải đầu tư xây dựng phim trường cho nó đầy đủ, cho nó hấp dẫn. Thế nhưng mà hoặc là xây dựng một cái phim trường quy mô thì phải để sử dụng cho nhiều các cái thế hệ tiếp nối. Theo các chuyên gia, cần có những chương trình quốc gia hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời có những cơ chế chính sách để huy động nguồn lực của xã hội để đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của ngành. Kinh tế gắn liền văn hóa, văn hóa trong kinh tế. Và vì vậy mà phải xem xét để tháo gỡ những rào cản, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội trong phát triển văn hóa. Việt Nam không thiếu tài năng sáng tạo, không thiếu nguồn lực sáng tạo, mà chỉ thiếu môi trường thể chế tạo điều kiện để những tài năng phát huy được những giá trị văn hóa vốn rất giàu có, đa dạng và phong phú.